Hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2022, thứ Bảy, tuần thứ ba, mùa Phục Sinh, năm Chẵn. Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, hội thánh được bình an trong khắp miền Judea, Galilea và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Phêrô đi khắp các miền, đến với các thánh đang ở Lydda. Ở đó ngài gặp một người tên là Enea, bị bắt tội đã liệt giường suốt 8 năm. Phêrô nói với anh ta: "Enea, Chúa Giêsu Kitô chữa anh lành bệnh. Hãy trỗi dậy và dẹp giường đi." Lập tức anh ta đứng lên. Tất cả dân cư ở Lydda và Sarona thấy vậy đều trở lại cùng Chúa. Tại Joppe, có một nữ môn đồ tên là Tabitha, nghĩa là sương dương. Bà làm nhiều việc lành và hay bố thí. Xảy ra trong những ngày ấy, bà lâm bệnh mà chết. Người ta rửa xác bà rồi đặt trên lầu. Vì Lydda ở gần Joppe, các môn đồ nghe tin Phêrô đang ở đó, liền sai hai người đến xin ngài rằng: "Xin ngài hãy mau đến với chúng tôi." Phêrô trỗi dậy đi với họ. Đến nơi, người ta dẫn ngài lên lầu. Tất cả các quả phụ bao quanh ngài khóc nức nở, chỉ cho ngài xem các áo trong áo ngoài mà chị Sơn Dương may cho họ. Phêrô bảo mọi người ra ngoài, rồi quỳ gối cầu nguyện và quay mặt về phía thi thể mà nói: "Tabitha, hãy trỗi dậy." Bà liền mở mắt, thấy Phêrô và ngồi dậy. Phêrô đưa tay đỡ bà đứng dậy rồi gọi các thánh và các quả phụ đến và chỉ cho thấy bà đã sống lại. Cả thành Joppe hay biết việc ấy nên nhiều người tin vào Chúa. Phêrô lưu lại Joppe nhiều ngày tại nhà Simon thợ thục gia. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu đồ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài. Trước mặt Chúa thật là quý hóa cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài. Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Alleluia, alleluia, các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Alleluia. Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá, ai nghe được?" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ta là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp người." Và người nói: "Bởi đó ta bảo các ngươi rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho." Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: "Cả các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa người:
Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lời này chướng tai quá. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Gioan chương 6 câu 60. Suy niệm: thốt ra lời này không phải là ai xa lạ, mà chính là các môn đệ, những học trò của Đức Giêsu, những người đi theo và sống cận kề với Đức Giêsu, những người đã nghe Chúa giảng, đã chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Thế mà có một số môn đệ vẫn chưa tin. Lời gì mà chướng tai quá, bởi vì làm sao có thể ăn thịt và uống máu ông ấy được? Thật là một hành vi man dợ, và còn phạm thượng nghiêm trọng khi ông này tuyên bố: tôi từ trời xuống. Gioan chương 6 câu 38. Thật không lọt tai chút nào, bởi ai nấy đều biết người xuất thân là con bác thợ mộc từ Nazareth. Lời chứng thai, lời phạm thượng ấy là vì người ta chỉ nhìn Đức Giêsu bằng cái nhìn của người trần mắt thịt, và coi những việc Chúa làm với não trạng duy vật thế tục mà thôi. Mời bạn để hiểu được lời Chúa, để nhận ra thần tính nơi con người Đức Giêsu, bạn hãy để thần khí tác động. Chẳng phải là Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá để hiến thân cho người mình yêu sao? Và cũng máu thịt Ngài trong hy lễ thập giá chẳng phải là được trao ban cho chúng ta trong bí tích thánh thể đó sao? Để hiểu được điều đó, cần phải có cái nhìn đức tin và được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần khi được thông phần mình và máu Đức Kitô. Kinh nguyện thánh thể 2. Sống lời Chúa. Mỗi khi tham dự thánh lễ, bạn xin Chúa Thánh Thần mở con mắt đức tin để hiệp thông với Đức Kitô trong mầu nhiệm thánh thể. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, xin ban thần khí Chúa mở tai, mở mắt và mở tim con để lời Chúa như mật ngọt rót vào tim con. Amen. Tết suy niệm lời Chúa hằng ngày. Truyền giáo. Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ tuổi người Pháp tên là Sacre de Foucault say mê kể cho gia đình nghe tất cả những cuộc khám hiểm của anh ở Maroc. Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh, nhất là cô cháu bé chưa tròn 10 tuổi. Khi anh vừa chấm dứt thì cô bé đã bất thần đặt ra câu hỏi như sau: thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều việc vĩ đại, thế cậu đã làm được gì cho Thiên Chúa chưa? Câu hỏi ấy như một luồng điện giật khiến anh ta trở thành bất động. Từ bao lâu nay, chưa có người nào đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế. Anh đã làm gì cho Thiên Chúa chưa? Sacre de Foucault lục soát trong lương tâm của mình để chỉ thấy một lỗ hổng không đáy. Anh đã phí phạm tất cả thời giờ của anh trong những cuộc ăn chơi trụy lạc và những danh vọng phù phiếm. Mắt anh bỗng mở ra để thấy được nỗi khốn khổ nghèo hèn của mình. Ngày hôm sau, anh tìm đến xưng tội với một vị linh mục. Anh vào dòng khổ tu rồi xin đến Nazareth để sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu. Ngày nọ, giữa lúc đang đắm mình trong cầu nguyện, anh bỗng nghe từ căn nhà bên cạnh có tiếng than vang rên rỉ của một người Hồi giáo. Sacre de Foucault nghĩ ngay đến gương bác ái của Chúa Giêsu. Anh có thể giam mình cầu nguyện một mình giữa lúc những người anh em của anh đang rên rỉ trong hấp hối, trong thất vọng sao? Nghĩ thế, anh bèn quyết định đến sống giữa họ, trở thành bạn hữu của họ, nhất là những người cô đơn, lạc lõng, nghèo hèn nhất trong xã hội. Những năm cuối cùng, Sacre de Foucault sống giữa sa mạc Sahara, chia sẻ hoàn toàn cuộc sống với những người dân nghèo. Sacre de Foucault đã chia sẻ với họ những giọt máu cuối cùng của anh. Ngày đầu tháng 12 năm 1916, anh đã bị thảm sát giữa lúc đang cầu nguyện. Ngày nay, các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu tiếp tục lý tưởng sống của anh. Họ lao động và sống giữa những người nghèo hèn nhất trong xã hội. Tất cả cuộc sống và sự âm thầm hiện diện của họ là một cố gắng làm một cái gì đó cho Chúa.
Có những nhà truyền giáo rời bỏ quê hương để đi đến những nơi hoàn toàn xa lạ như Thánh Francisco Xavier, nhưng cũng có những nhà truyền giáo dâng cả cuộc đời hy sinh cầu nguyện và đau khổ của mình như Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu. Có những nhà truyền giáo hùng hồn rao giảng như các tông đồ, nhưng cũng có những nhà truyền giáo âm thầm hiện diện và chia sẻ với những người nghèo khổ như Charles de Foucault. Âm thầm hiện diện nhưng vẫn có thể chiếu sáng niềm tin yêu hy vọng. Đó là mẫu người truyền giáo mà giáo hội tại Việt Nam đang cần hơn bao giờ hết. Những cuộc sống tử tế, hy sinh phục vụ quên mình vẫn là những lời rao giảng hùng hồn hơn bao giờ hết. Bài trích sách Lẽ Sống.